chưa có trường hợp nào lên chức đặc biệt như thơ. Sáng phong làm phó bí thư thành ủy, chiều làm chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Huỳnh Đức Thơ từ giám đốc sở nhảy lên làm phó chủ tịch, phó bí thư rồi chủ tịch tỉnh trong vòng chưa đầy một năm, chính xác là chỉ có 9 tháng. Nói về đầu tư mua chức, có lẽ tất cả các quan chức nước Việt Nam đều ngả mũ chào quả xuống tiền táo bạo và đúng thời điểm của Thơ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Chỉ làm sói mới không bị tế thần phần 2. Bài viết của tác giả Người Buôn Gió được đăng trên trang blog cá nhân của ông. Huỳnh Đức Thơ vào lúc tranh tối tranh sáng của Đà Nẵng đã có những bước nhảy vọt đáng ngờ. Nhân lúc Nguyễn Bá Thanh có dấu hiệu bị bệnh nặng, khiến ảnh hưởng của Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng bị giảm sút. Bí thư Đà Nẵng bấy giờ là Trần Thọ cấp tốc đôn đốc Huỳnh Đức Thơ lên làm phó chủ tịch thành phố. Trong khi chức danh này đã được quy hoạch từ trước cho những ứng cử viên khác. Vào lúc Nguyễn Bá Thanh nằm hấp hối trên giường bệnh, từ khi chữa chạy ở Mỹ không thành công về, bí thư Trần Đức Thọ triệu tập cuộc họp cấp tốc bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 1 năm 2015, làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào buổi chiều. Ngay trước đó vào buổi sáng, Trần Thọ đã họp Thành ủy Đà Nẵng, đưa Thơ lên làm phó bí thư Đà Nẵng. Chưa có trường hợp nào lên chức đặc biệt như Thơ. Sáng phong làm phó bí thư thành ủy, chiều làm chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Huỳnh Đức Thơ từ giám đốc sở nhảy lên làm phó chủ tịch, phó bí thư rồi chủ tịch tỉnh trong vòng chưa đầy một năm. Chính xác là chỉ có 9 tháng. Nói về đầu tư mua chức, có lẽ tất cả các quan chức nước Việt Nam đều ngả mũ chào quả xuống tiền táo bạo và đúng thời điểm của Thơ. Giữ chức giám đốc sở kế hoạch đầu tư, Thơ dùng ảnh hưởng, tác động của mình để công ty thép Đa Na Ý mà Thơ có cổ phần tăng trưởng 107% vào năm 2013. Nhận thấy Trần Thọ sắp về hưu, Nguyễn Bá Thanh hấp hối, Huỳnh Đức Thơ đã mạnh dạn đầu tư tiền, mua chức từ Trần Thọ. Đằng nào cũng về hưu, Trần Thọ nhận tiền của Thơ để đưa lên. Thọ vừa có tiền, vừa cấy được vây cánh sau này. Bởi thế, Thọ đã nhanh chóng bất chấp quy trình đưa Thơ lên vào vèo, lên đến chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Con cáo già Huỳnh Đức Thơ lặp lại bài bản cũ từ hồi làm giám đốc sở kế hoạch đầu tư. Đó là thu lại vốn bỏ ra và tích lũy thêm tiền của, chuẩn bị cho bước tiếp theo leo cao hơn nữa. Các chân rết trung thành của Thơ như Nguyễn Phước Sơn, phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư Đà Nẵng, tiếp tục đi săn soi các nguồn tiền mang về phần trăm cho Thơ. Mặt khác, để kín kẽ khi giao dịch, Thơ dùng một đệ tử không nằm trong hệ thống quan chức là Lân Trắng. Số điện thoại là 0903 596 985. Lân Trắng có nhiệm vụ tìm gặp những nhà đầu tư vào Đà Nẵng để gợi ý chung chi cho Thơ. Những nhà đầu tư nào chấp nhận, việc khó mấy cũng xong. Muốn xây lô, xây bao nhiêu tầng, thay đổi quy hoạch đều được hết. Khi Lân Trắng đã nhận lời, coi như chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã ký duyệt. Công ty thép Đa Na Ý dưới thời Thơ làm chủ tịch Đà Nẵng, nhẹ nhàng được nhận làm nhà cung cấp chung cho công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Chỉ bằng cái thư gửi đến nhà thầu Nhật giới thiệu năng lực, nhà thầu Nhật đã dễ dàng chấp nhận cho công ty này làm nhà cung cấp thép cho công trình. Để chào mừng chức vụ chủ tịch, vài tháng sau khi tổ chức cho Đà Nẵng bắn pháo hoa ăn mừng ngày giải phóng Đà Nẵng, cũng ăn mừng ngày chiến thắng vẻ vang của Thơ tại đây, công ty Đa Na Ý là nhà tài trợ phí tổn bắn pháo hoa, tự tay Thơ đã gửi thư cảm ơn công ty của mình. Công ty thép Đa Na Ý, tiền thân của nó năm 2007 là công ty Thành Lợi, có địa chỉ ở khu công nghiệp Thanh Vinh, thành phố Đà Nẵng. Theo bản kê khai tài sản, năm 2007, khi còn giữ chức trưởng ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ đã ép công ty này cho mình số cổ phần trị giá 500 triệu. Sau đó đổi tên thành Đa Na Ý, và công ty này nhờ Thơ đã có những doanh thu vượt bậc kinh khủng và những hợp đồng cung cấp cho những công trình lớn một cách dễ dàng. Hiện nay, số vốn điều lệ của công ty Đa Na Ý lên đến hàng trăm tỷ và lọt vào top 500 công ty hàng đầu ở Việt Nam.
Thử hỏi dân chúng có niềm tin gì về một cán bộ cao cấp của Đảng như Huỳnh Đức Thơ lúc làm quản lý khu công nghiệp thì chung vốn với doanh nghiệp mình quản lý, khi làm sở kế hoạch đầu tư thì dành hết thị phần thép cho công ty của mình, lúc làm đến chủ tịch thành phố ép cả nhà đầu tư nước ngoài phải nhận công ty mình là nhà cung cấp, ép các nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài để trục lợi, đến Hoàng Anh Gia Lai còn không chịu được mức giá mà Thơ đòi, đã đành phải bán khu đất vàng ven sông Hàn cho Quốc Cường Gia Lai. Mẹ con nhà Loan Mén, Cường Đô La tưởng dễ ăn nhảy vào mua. Sau đó, nghe Thơ phát giá trung chi 10 lô đất khi chuyển đổi sang đất phân lô, đành vội vã rao bán lại vì không chịu đựng được giá lót tay chát chúa như thế. Báo chí có đưa tin vụ mua bán vội vã đầy khó hiểu này, nhưng không biết nguyên nhân thực chất vì sao khiến cho các doanh nghiệp này bán như bỏ chạy. Đà Nẵng đang có một vị quan chức liêm khiết vì dân, hay đang có một vị quan sơ mọt đang lũng đoạn kiếm tiền để tiếp tục mua thêm chức tước leo cao hơn nữa, để rồi lũng đoạn cả đất nước? Cứ để cho Thơ tiếp tục con đường cướp bóc lấy tiền mua quan chức, vài năm nữa sẽ có. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Chỉ làm sói mới không bị tế thần, phần 2. Bài viết của tác giả Người Buôn Gió được đăng trên trang blog cá nhân của ông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ subscribe kênh tin tức 108 TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam. Trên đây là những tài sản chắc hẳn Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương Đảng nắm rõ. Bởi những thông số này nằm trong hồ sơ cán bộ của Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Những phần tài sản chìm của Huỳnh Đức Thơ sẽ được nói đến ở phần sau. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Chỉ làm sói mới không bị tế thần, phần 1. Bài viết của tác giả Người Buôn Gió được đăng trên trang blog cá nhân của ông. Trong cơn sóng gió của chính trường, hậu quả của cuộc thay đổi nhân sự cấp Đại hội Đảng 12, rất nhiều nhân vật đã phải ra đi để nhường chỗ cho lớp mới lên. Có những người ra đi trong sự yên lặng, bi tráng như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Đỗ Bá Tị chuyển sang làm Phó Chủ tịch Quốc hội, một chức vụ có danh mà không có thực mấy. Những kẻ cứng đầu còn lại không chịu đầu hàng, đã phải hứng chịu những trận đòn tới tấp từ những kẻ lãnh đạo mới lên như Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, hay Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Trong đó, Hồ Thị Kim Thoa là bị đánh tàn nhẫn hơn cả. Báo chí được bật đèn xanh, soi rọi về tài sản của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa. Lúc cơn sóng gió thanh tra bắt đầu nổi lên, Trịnh Xuân Thanh có hỏi trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính, tại sao việc của em đã thanh tra và kết luận rồi, giờ lại thanh tra? Chính trả lời đại ý rằng, bây giờ sờ đến ai thì người ấy phải chịu thôi. Câu trả lời của Phạm Minh Chính cho thấy rõ bản chất của thời thế. Quan chức nào bị sờ đến nếu không phải tội dính đến làm sai phạm nguyên tắc đảng, có biểu hiện giàu bất chính, có dấu hiệu bổ nhiệm không đúng quy trình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả, vân vân và vân vân. Hàng tỷ tội danh. Từng có thời làm ở Đà Nẵng và cũng từng làm phó chủ tịch một tỉnh, Trịnh Xuân Thanh không lạ gì với nhiều trường hợp quan chức giàu và sở hữu tài sản khổng lồ. Bởi thế, anh ta không phục Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hệ thống đảng như Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đối xử với anh ta theo cách tư thù cá nhân nhỏ mọn. Anh ta cho rằng quan chức như anh ta đầy rẫy như một đàn dê, và anh ta chỉ là một con dê tế thần trong cuộc thanh trừng ở Tập đoàn Dầu khí Bộ Công Thương. Có lẽ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên bổ sung những cán bộ có tài sản bất minh, những cán bộ không nằm trong nhóm Dầu khí, Bộ Công Thương vào danh sách thanh tra, để dập tắt luận điệu so bì của Trịnh Xuân Thanh và dư luận. Nếu không, công cuộc xây dựng đảng của Tổng Bí thư chỉ là chiêu trò thanh toán phe nhóm, như những gì dư luận đang sôi nổi bàn tán. Một trong những cán bộ đó là Huỳnh Đức Thơ,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng bây giờ. Vợ chồng ông Thơ khi mới làm phó chủ tịch thành phố đã sở hữu hai thửa đất đắc địa liền nhau ở 65 Hàm Nghi, trung tâm thành phố Đà Nẵng, nơi sầm uất nhất với tổng diện tích là 150 m². Tại khu này có nhiều nhà rao bán, có nhà diện tích hơn 100 m² được rao với giá 12,5 tỷ đồng. Mảnh thứ hai có diện tích 1.021 m² ở Điện Ngọc, Quảng Nam, tức là thuộc khu du lịch Hội An. Mảnh thứ ba là ở Hòa Quý, thuộc quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, diện tích 310 m². Đây là đất vàng phân lô, vợ chồng Huỳnh Đức Thơ mua liền một lúc cả ba lô. Mảnh thứ tư ở bãi biển Khuê Mỹ, Đà Nẵng, diện tích 250 m². Đây là những mảnh đất ở có sổ đỏ tên vợ chồng nhà Huỳnh Đức Thơ. Ngoài ra, vợ chồng nhà quan chức đầu tỉnh này còn sở hữu đất trồng cây, nuôi tôm, như 3 hectare đất trồng cây ở Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng, 1,5 hectare nuôi tôm ở Duy Xuyên, Quảng Nam, có cổ phiếu lớn ở công ty thép Danai từ năm 2007. Công ty này cung cấp thép cho những công trình lớn ở miền Trung, ví dụ như công trình cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Vợ chồng nhà Thơ còn có cổ phần ở 4 công ty sản xuất kinh doanh khác. Trên đây là những tài sản chắc hẳn Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương Đảng nắm rõ, bởi những thông số này nằm trong hồ sơ cán bộ của Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Những phần tài sản chìm của Huỳnh Đức Thơ sẽ được nói đến ở phần sau. Nhìn những tài sản khổng lồ mà vợ chồng Huỳnh Đức Thơ có được, thử hỏi người dân sẽ nghĩ thế nào về giai cấp lãnh đạo? Để tạo một khối tài sản lớn như thế, một doanh nhân chân chính phải mất cả đời người, chưa chắc đã có được phân nửa. Thế mà một cặp vợ chồng quan chức lại sở hữu dễ dàng như nhặt được. Cho dù là nhặt được đi chăng nữa, thì cũng mất rất nhiều thời gian và công sức. Vậy thì cặp vợ chồng nhà quan chức này lấy đâu ra thời gian để làm nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó cho họ chăm lo việc nước, việc dân? Đặc biệt, những bất động sản trên đều nằm ở những nơi đất địa, đất vàng, như khu buôn bán sầm uất, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng. Vợ Huỳnh Đức Thơ là Nguyễn Thị Vân Anh, nhân viên kế toán của công ty cổ phần điện máy và phát triển công nghệ. Khi có những tài sản trên là lúc Thơ chỉ giữ chức giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng. Từ đấy đến nay, khối tài sản của Thơ còn khủng khiếp hơn nhiều. Những dự án lớn liên quan đến Đà Nẵng đều phải nhận những công ty mà Thơ có cổ phần làm nhà thầu. Ví dụ như công trình cao tốc Đà Nẵng, chỉ cần một cái thư gửi đến nhà thầu Nhật, lập tức các nhà thầu Nhật gật đầu chấp nhận chỉ định Danai làm nhà thầu cung cấp thép cho công ty của mình. Nếu đọ quy trình bổ nhiệm tài sản lớn, lối sống tha hóa đạo đức, lý lịch bất minh, thì Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa so với Huỳnh Đức Thơ chỉ là con chim sáo đậu trên lưng con trâu. Thế nhưng Huỳnh Đức Thơ vẫn bình chân như vậy. Cả hai vợ chồng tung hoành, thao túng như lãnh chúa miền Trung, để lại bao điều tiếng xấu trong nhân dân. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các ban ngành khác của Đảng, chế độ nghĩ sao về trường hợp của Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ? Hay một lời thanh minh rằng những tài sản đó vợ chồng ông Thơ, bà Vân Anh đã đổ mồ hôi kinh doanh, lao động mà có. Nói thế khác nào tự bôi nhọ mình trong mắt dư luận. Đổ mồ hôi để có từng đấy tài sản thì còn lúc nào làm việc công chức? Chưa kể đến 19 điều đảng viên không được làm. Ông Thơ đầu tư vào Danai, nhà thầu cao tốc tại địa phương ông, làm chủ tịch phải nhận công ty ông có cổ phần làm đơn vị cung cấp. Như thế đã phạm phải điều cấm kỵ mà đảng viên quan chức không được làm chưa? Những vụ như Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa đã khiến cho dân mất niềm tin vào chế độ, tưởng rằng phanh phui ra xử lý sẽ được dư luận hoan nghênh là đảng bắt sâu, chống tham nhũng. Nhưng trái lại, cơn hồ hởi tin đảng của người dân chỉ ồ lên rồi tắt ngấm. Thay thế vào đó là sự chán chường, thất vọng khi thấy Trịnh Xuân Thanh trốn thoát
và vụ xử lý vô tiền khoáng hậu đến vở chèo cũng không có là cách chức bộ trưởng đã về hưu Vũ Huy Hoàng. Nhưng người dân sẽ càng thất vọng hơn khi họ biết rằng những kẻ bị xử lý vì không thuộc phe của Tổng Bí Thư, Thủ tướng. Còn những kẻ thuộc phe các ông Tổng Bí Thư, Thủ tướng như Huỳnh Đức Thơ thì dù to như con trâu cũng không bị làm sao. Những kẻ bị báo chí nêu ra, bị xử lý như Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa chỉ là mất đi một góc niềm tin nhân dân vào chế độ. Những kẻ như Huỳnh Đức Thơ là mất đi gấp bội phần vì còn đang tại chức. Nhưng cách xử lý người này bỏ qua người kia của ông Tổng Bí Thư đã làm mất nốt niềm tin còn lại của nhân dân vào chế độ. Xin đừng đổ tại cho thế lực thù địch xuyên tạc. Những người dân thường đọc bài này có thể nói những tư liệu trên là bịa đặt vì họ không có điều kiện tiếp cận với những thông tin trên. Bài viết này dành cho những người đủ thẩm quyền để biết thông tin trên là sự thật. Sẽ là bất đắc dĩ nếu như phải viết tiếp các phần 2, phần 3 trong lúc cuộc sống đang vật lộn bộn bề. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Chỉ làm sói mới không bị tế thần phần 1. Bài viết của tác giả Người Buôn Gió được đăng trên trang blog cá nhân của ông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ subscribe kênh tin tức 108TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam. Tôi sẽ xin hát tặng bài Chúng Đi Buôn. Gửi tặng cho những cấp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Không biết các bạn đang đi buôn cái gì, nhưng tôi xin hát tặng các bạn bài này. Sau đây là bài hát Chúng Đi Buôn của nhạc sĩ Phan Văn Hưng. Chúng đi buôn, buôn cướp, buôn quyền. Chúng đi buôn cho đứa chúng đào riêng. Chúng đi buôn, buôn lưới, buôn non, buôn tuổi hơn, buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn, buôn sắc, buôn dầu. Chúng đi buôn nước mắt, dòng đau. Chúng đi buôn tương giác, danh sao. Buôn đời mình, buôn cả thân. Oh.